Rồi, em Duy Nghĩa xin chào tất cả các anh em xem kênh. Thì hôm nay là ngày 25 tháng 4 âm lịch. Thì đến lịch trong vườn, tất cả cây trong vườn nhà Duy Nghĩa bắt đầu là đến lịch để bón phân NPK. Thì cách đây khoảng 20 ngày, lần đầu tiên Duy Nghĩa tưới một lần sân kẽm, lần thứ hai Duy Nghĩa tưới một lần phân hữu cơ, và lần thứ ba lần này là Duy Nghĩa tưới NPK. Thì cách 10 ngày Duy Nghĩa tưới một lần, vì cái thời gian ngày nó sẽ ngắn thì Duy Nghĩa sẽ tưới nhiều lượng, phân ít đi. Thì tất cả các anh em đều biết, được theo dõi kênh của Duy Nghĩa thì cách đây mấy năm thì Duy Nghĩa cũng đều làm video để chia sẻ cho anh tất cả. Thì mọi lần thì là cứ 15 ngày Duy Nghĩa bón, thì phân một lần, thì thời lượng bây giờ nó sẽ rút ngắn đi, thì Duy Nghĩa sẽ bón cái lượng phân ít đi. Thì mỗi anh em, mỗi nhà vườn đều có một cái lịch trình và cách chăm sóc và bón phân khác nhau. Thì rất cảm ơn anh em đã đồng hành và tin tưởng Duy Nghĩa trong thời gian cách đây mấy năm. Thì rất nhiều anh em đã cũng vận hành theo cách của Duy Nghĩa cũng rất là thành công. Thì em chia sẻ tất cả các anh em, tất cả các video là em đúc kết được kinh nghiệm chơi mai như lâu năm. Thì em cũng chia sẻ đến anh em một phần kiến thức rất là nhỏ nhỏ nhoi để anh em tránh phải tình trạng bớt vấp phải. Thì anh em được biết là anh em không nên bón nhiều phân. Thứ nhất là anh em bón cả lắm này vào gốc cây, thứ nhất là dư phân, và thứ hai nữa là cháy bộ rễ nông tơ, và thứ ba nữa là dần dần cây nó sẽ suy trên dần. Thì anh em nên nhớ là anh em cứ cho ăn ít, ăn đói thì cây khả năng nó còn sống, còn anh em cứ cho dồn dập ăn liên tục và liều lượng không ra sao thì cây sẽ dẫn đến tình trạng gọi là chết dần dần. Thì không phải chờ nói không phải đợi không phải cho anh em chờ lâu nữa, thì toàn bộ là lịch trình thì em đã nói rõ trên tất cả cái video hàng năm rồi. Và video ngày hôm nay là Duy Nghĩa sẽ chia sẻ cho anh em gọi là bón phân NPK, là phân hóa học, gọi là có tỷ lệ là ba số bằng nhau, NPK đầu trâu ba số bằng nhau. Thì trên màn hình vừa rồi em đã đi qua, em đã đi ra tiệm em mua được cái phân đầu trâu. Thì anh em, tất cả các anh em mà đều ra mua cái phân bón lúa ở tất cả cái tiệm ở gần chỗ nhà anh em ấy, họ bán đều ba số bằng nhau đầu trâu. Thì trên màn hình anh em được quan sát, thì anh em đấy, cái bao vừa rồi em mua đấy là 15.000 một cân. Thì đây thì anh em xem qua cái bao bì. Rồi, đây là ba số bằng nhau. Ba số bằng nhau trên bao bì anh em được xem thì quan sát. Thì như kinh nghiệm và cách hàng năm em làm ấy, thì bón cái phân NPK ba số bằng nhau này, thì cái mắt lá thì anh em, cái mặt lá nó đi rất là dày, và cái lá nó dày nó bóng, nó không đi phóng toạt phóng phóng thượng, gọi là phóng cái mặt lá nó quá dài. Thì để giảm thiểu được cái tình trạng gọi là mắt lá dài thì anh em nên bón cho em ba số bằng nhau NPK, gọi là đạm 13, lân 13 và kali 13, ba số bằng nhau này nó sẽ cân bằng được cái tình trạng gọi là phóng đoạt quá dài. Ví dụ như trên màn hình này, như anh em này, cây này mới ghép này anh em này, em có tưới kích rễ một lần thôi, thế đâm ra là cái mắt lá nó dài này anh em này. Thì bây giờ là Duy Nghĩa sẽ điều phân bằng cách là bón ba số bằng nhau, thì để cho cái mắt lá này anh em này, mắt lá này nó dày, nó sẽ mắt lá nó đi đóng như này thì nó rất là ok. Thì ba số bằng nhau nó sẽ cân bằng được cái tỷ lệ gọi là sau khi anh em bón phân này vào, chẳng hạn như đợt này là gặp mưa nhiều thì trong nước mưa nó có đạm, thì kết hợp vào thì nó sẽ không phóng cực cho anh em quá dài. Cứ làm sao mà anh em cảm thấy mà cái cây của anh em mà được nó dài như cây kia đấy chẳng hạn, thì anh em bón cho em ba số bằng nhau. Còn nếu như anh em mà cảm thấy là mắt lá của anh em dày rồi, anh em muốn đi tàn đi muốn muốn đi đọt dài, hoặc là đủ muốn đi kín tàn đọt dài, thì anh em bón cho em gọi là 30 10 10, đạm nó cao thì nó sẽ phóng tọt phóng 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 cực và đi đọt rất là dài. Thì không phải đợi anh em chờ lâu nữa, thì đây anh em này đây là ba số bằng nhau vừa rồi là anh em được xem trên bao bì rồi. Thì đây là cái phân đầu trâu NPK có tỷ lệ là đạm 13, lân 13 và kali 13. Thì hàng năm em đã thực hành và cũng chia sẻ cho anh em cái video của năm ngoái đấy. Thì đến thời điểm này cũng Duy Nghĩa cũng điều phân bằng cách là bón ba số bằng nhau để cho cái tược nó đi và mắt lá nó đi nó sẽ ngắn, và sau này tỷ lệ dăm giữa cành nó sẽ dày thì đạt được cái hiệu quả cao. Còn kết hợp với nước mưa nữa nó sẽ đi đọt và nó sẽ phóng đọt dài. Nếu như anh em trường hợp mà anh em bón 30 10 với tình trạng gọi là cây của anh em là mặt lá nó đi dày rồi mà anh em muốn đi thược dài
hoặc là muốn cho cái cây của mình đủ tán đủ tàn, nó phóng tọt được thì anh em bón cho em 30-10-10. Còn theo kinh nghiệm của em là cây của em là toàn bộ những cây bonsai và những cây trong vườn giáng long ở trong nhà, thì em sẽ đi đón thời gian này em sẽ bón 3 số bằng nhau, và trong khi chờ đợi thì em sẽ đong để cho anh em xem. Thì anh em sẽ lấy để mô là 10 lít nước, em sẽ lấy cho 10 gram. Đây, 10 gram. Bằng cái mặt cái thìa này là bằng là 5 gram anh em nhé. Bằng mặt cái thìa này là 5 gram này. Đấy, anh em nhớ cân đong đo đếm thật là chuẩn cho em. Đấy, vì này em đợt này em sẽ bón là 10 ngày một lần thì em sẽ lấy số lượng là 1 gram trên 1 lít nước, kể cả siêu nân kẽm và kể cả nếu như anh em mà có phân hữu cơ thì anh em bón nặng cho em. Đấy, cứ 10 ngày anh em bón một lần. Đây là 10 gram. Thì em lấy 10 gram này trên 10 lít nước em đã pha sẵn ở đây, để lát nữa là quay cho anh em để thực hành, để mô cho anh em xem. Đấy, rồi trong khi chờ đợi phân nó tan, nó em pha em tưới cho anh em được theo dõi. Thì đây là những cây bonsai trong vườn nhà em, và những một số cây nó đang ghép anh em. Đấy, một số cây ghép, những cây chân dài này đã trước là hoa nó xấu này anh em, em cắt để ghép khúc. Đấy, và một số cây bonsai như chẳng hạn như mua giống siêu bông bình lợi, siêu bông Sài Gòn, rồi giảo nhung, rồi giảo cánh tròn. Đây em mới ghép cây này được khoảng tầm 25 ngày này anh em này. Đấy, bây giờ nó đóng, cây này là giống giống giả giả cánh tròn anh em, mặt lá rất là đẹp. Ok, đấy, phôi em trồng một đất Nhật Akamada. Đấy, và trên này nữa là một số cây anh em này. Đấy, đi đọt đi tuần này, và em đã che cái lưới nan này anh em này. Đấy, trên này trên tầng 3 rất là nắng nóng thì em phải che lưới nan và dồn hết cây vào trong này. Thì đây có một số gọi là lan phi điệp này anh em. Đấy, đây là phi điệp mà lan phi điệp nở này, và đây là hồng. Giới thiệu anh em qua tí, đây là hồng, đây là hồng hồng yên thủy đây. Đấy, kia là phú thọ kìa. Đấy, còn bạch tuyết với lại HO, nói chung là em chơi một vài cây để cho nó sinh động thôi. Đấy, thì đây em sẽ quay cho anh em xem cái cây mà em trồng đất Nhật Akamada đợt trước này, em làm video này anh em này. Đây, đất Nhật này anh em này. Em thay tội toàn bộ những cây mà xài trên này em là đất Nhật này anh em. Đấy. Đấy, đất Nhật này, thay đất Nhật này. Cây này thì em làm ngọn để làm giống bay này anh em. Đấy, em vừa rồi em làm cái ngọn nó lên đây nhưng mà không hợp lý lắm, em sẽ làm giống bay. Đấy, cây này giống bay đi dây lại một nước rồi này anh em. Đấy, và cây này là cây trồng đất Nhật anh em này. Đấy, ra bắt đầu nó ra cây hai, chuẩn bị ra cây hai này, đang ra cây hai rồi đấy. Đấy, đây anh em. Đấy, rất là khô này, một ngày không tưới nước này anh em. Hôm qua kia hôm qua nó mưa, chiều tối hôm đêm hôm kia là có mưa nên là em chưa tưới được. Sáng nay là bắt đầu em tiến hành tưới phân. Đấy, rồi thì qua quan sát để em xem là cái phân đã tưới được chưa thì em thực hành đầu mưu cho anh em xem nhé. Rồi anh em, sau khi pha đợi tan phân tan thì bây giờ Duy Nghĩa tiếp tục quay để chia sẻ cho anh em gọi là bắt đầu là thực hành tưới phân. Thì anh em có thể là ngâm cái này trước khoảng tầm 15 30 phút anh em tưới, thì nhiều lượng thì cứ 1 gram trên 1 lít nước, 10 gram này tỷ lệ với lại 10 lít nước anh hiểu chưa. Cứ 10 ngày sau anh em tưới thì cái liều lượng này rất là ok, thì anh em không phải nghĩ đến vấn đề phạm phân nữa. Thì bây giờ Duy Nghĩa thực hành cho anh em xem nhé. Đấy, đổ vào đây hòa tan đây anh em. Đấy, thì ba số bằng nhau này anh em cứ ra cái chỗ họ bán phân trồng cho lúa ấy, thì ba số bằng nhau trên cái bao bì là lúc đầu em quay ở đấy thôi. Và thực hành thì em sẽ tưới cho anh em xem. Đấy, liều lượng này rất là loãng luôn anh em ạ. Đấy, cứ 1 gram trên 1 lít nước thì nó rất là loãng, thì anh em không sợ đến vấn đề là phạm phân nữa rồi. Đấy, thì 10 ngày sau anh em tưới thì cái liều lượng này là rất là ok. Anh em thả anh em cứ cho em ăn đói còn hơn là bội thực. Nhiều anh em lười không pha phân ấy thì anh em phải bón cho em cái tỉ lệ là trực tiếp vào gốc ấy, thì phải thật chuẩn luôn, chứ không là nó sẽ bị dẫn tình trạng gọi là cháy bộ rễ không tơ. Đấy, anh em hiểu chưa? Anh em mà bón trực tiếp mà rắc vào gốc này này, nhiều anh em thấy là anh em mà tưới bón phân ý, là anh em rắc trực tiếp vào gốc này xong anh em tưới nước thì cảm thấy là rất là nhiều, thì địa này là sẽ bị phạm phân. Còn nhiều nhà vườn hoặc là những anh em đã trồng trồng mà cảm thấy là kinh nghiệm nó có rồi thì anh em đã căn và anh em bón trực tiếp, bón phân và giải vào gốc trực tiếp thì đã ok rồi thì không sao. Còn nhiều anh em mới tập chơi mà anh em thấy giải gốc mà anh em không chuẩn thì nó sẽ bị dần dần nó sẽ bị dư phân và nó phạm phân, dẫn đến tình trạng gọi là cháy bộ rễ, rồi đến cây nó sẽ dẫn đến tình trạng gọi là suy yếu, dần dần nó bỏ tay tàn và chết dần cây. Bây giờ là khi mà anh em đã pha chuẩn tỷ lệ 1 gram trên 1 lít nước rồi thì anh em cứ tưới thoải mái cho em. Đấy, cứ tưới thoải mái, vì lý do là
một gam chỉ một nước nhiều lượng này rất là loãng rồi, thì anh em cứ tưới thoải mái cho em, tưới thoải mái để vì lý do là mình đã đọc đo đong đếm và chuẩn chuẩn mực rồi đấy, thì không sao rồi. Thì Duy Nghĩa tưới để mô cho anh em cái gọi là cách bón phân, cái lịch trình cho Duy Nghĩa hôm nay. Thì nhắc lại anh em lần lần nữa là phân này phân đầu trâu, anh em ra mua ngoài bảo vệ thực vật hoặc là cái chỗ mà anh em nhà anh em ấy họ trồng bán phân lúa đấy, nên là phân ba số bằng nhau đấy, 13-13 tỷ lệ là ba số bằng nhau, NPK ba số bằng nhau. Và anh em mua cho em là cái này có 1 cân 15.000 anh em đấy, em vừa mua xong. Và anh em về phải anh em pha kết hợp cho em 10 ngày anh em bón phân này, 10 ngày sau anh em có thể là bón phân hữu cơ, và 10 ngày sau anh em tưới cho em siêu lượng kẽm, xong lại đảo lại ngược lại siêu lượng kẽm của ngày lần thứ ba rồi thì anh em lại đảo ngược lại cho em là ngày tiếp lần thứ tư thì anh em lại tưới cho em là phân hữu cơ, xong rồi lần thứ năm anh em lại tưới cho em là thằng NPK này. Đến hết kết thúc cái đợt mà tầm hết tháng 6 sang đầu tháng 7 làm nụ thì anh em lại chuyển phân, lúc đó em sẽ làm video để chia sẻ cho anh em sau. Rồi thì clip ngày hôm nay là Duy Nghĩa chia sẻ cho anh em gọi là cách tưới phân NPK đến cái định kỳ của cái cây mai trong vườn Duy Nghĩa để anh em có tiện để tham khảo. Thực clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc, thì xin hẹn anh em vào clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt anh em.